Chào các bạn, hôm nay mình chuyển sang một cái phần khác cũng trong cái việc là đưa môn bay vào, nhưng mà mình sẽ không có đưa cả một cái môn một lượt mà mình sẽ đưa từng tấm khuôn vào. Thì tôi sẽ tôi làm việc trước ở cái thư mục là DSA mà là manual ở trong cái phần số 2 môn bay, và sau đó thì mình bắt đầu dự án nhé. Mình cũng qua là AMX, mình create new rồi mình hãy gõ tên dự án vào, thống nhất ở đây mình gõ vô là môn bay prefix vô là RD, hậu tốt là vô XT cái thì tùy. Các bạn có thể gõ tên mình vào đây nhé. Rồi các bạn đồng ý. Thì các bạn vẫn dùng cái chức năng là Cavity Layout để mình đưa cái chi tiết đó vào. Thì ở đây mình vẫn dùng cái anh là DSA này nhé. Và mình chỉ đưa một cái lòng khuôn như thế này thôi. Mình đồng ý. Tiếp theo, mình vẫn phải làm cái bước là phân loại. Các bạn nhớ phải làm bước này nhé. Mình để là View the Selected Insert Assembly Size để nó cập nhật cho mình cái kích thước của cái core cavity này khi mình dùng cái năng cut out. Về cavity thì mình nhớ mình sẽ gán nó về cái cụm là fix nhé, FH. Rồi mình đồng ý. Ở đây nó sẽ có cái bước khác nhỏ nhỏ là nếu như các bạn muốn quản lý từng cụm đực cụm cái mà các bạn không dùng cái môn bay có sẵn của nó đó, thì bạn phải tạo trước để quản lý bằng cách là mình click vào cái nút là Add Sub Assembly. Giả sử ở đây mình tạo cái tên của nó là move nha. Move AS tức là move assembly, và mình gán thuộc tính của nó nè. Cái thuộc tính đó chính là phần move. Mình đồng ý. Rồi, mình thêm một cái nữa, mình gán ví dụ như là FX nha. Tức là phần fix nè. AS. Thì các bạn thấy rằng lúc này đó, có mình sẽ gán là fix này đó, là con của mon base, hoặc là fix này á có thể là con của F của move. Tất nhiên là nó thì nó cung cấp với move rồi, nó là con của mon base cho nên mình sẽ để là mon base. Những thông số này các bạn có thể nhập vào để nó xuất cái bản body mình nó sẽ có, tạm thời mình chưa quan tâm chuyện này ha, mình đồng ý luôn. Rồi mình sẽ vào cái thẻ là assembly definition, các bạn thấy nè, nó sẽ cập nhật cho mình cái hai cái core cavity mình rồi. Thì lần trước á, là mình add cả cụm vào đúng không, bây giờ thì mình sẽ không add cả cụm mà mình add từng tấm một. Tất nhiên ban đầu các bạn vẫn phải cho nó một kích thước tấm cũng như là một cái tiêu chuẩn tham chiếu. Thì ở đây các bạn nhớ lần trước mình làm á, kích thước là 180, 230, thì mình sẽ lựa cái nào đó gần gần với con số đó. Hồi trước mình lấy cái khuôn cái chuẩn của Futaba, còn bây giờ mình lấy của Mesburger nhé. Thì các bạn thấy nè, nó có những thước ví dụ như là gần nhất nó là 196 nè, 230 thì nó có là 246, thì các bạn lấy anh này cũng được nha. Rồi bây giờ để add các cái tấm khuôn vào thì các bạn chú ý mình sẽ add vào cái thẻ này ha. Thì riêng cái hộp thoại bên đây nè, tôi xin một clip khác, còn bây giờ mình chỉ tạm biệt chấp nhận là gì, mình dùng nó để add tấm khuôn vào thôi. Thì các bạn đầu tiên mình add cái tấm tấm A tấm B của mình, thì các bạn có thể dùng cái chức năng là add cavity. Sau đó các bạn nếu muốn add về phần phía trên thì các bạn click vào đây một cái nha, thấy là nó hiện ra như vậy. Và mình sẽ gán thuộc về ai nè, nó sẽ thuộc về phần fix đúng không, à, phần mu. Cái này nãy mình chưa có đổi tên các bạn, mình chưa có những anh tên, chưa có nhớ này nha. Trong tình huống này thì mình cancel nó đi, chỗ này nè. Mình có thể là mình xóa luôn cũng được các bạn, mình remove anh này đi nhé. Yes. Rồi mình thấy mình tạo mới một cái, mình gõ vào ví dụ là fx gạch as, rồi mình nhớ là mình enter một cái nhé cho nó nhớ nè. Đây nó có fix as rồi, mình click vào đây lại. Đây 196246, và mình không có add cả bay vào nha, add từng tấm một bằng cách là mình click vào cái nút này, mình chọn là cavity plate và mình click vào phía trên để nó tấm A cho mình nha. Ở phần cố định thì mình chọn nó là con của anh là fix nha. Rồi ở đây chiều dài tấm các bạn double click vào đây, các bạn chọn như là 46 nhé. Rồi đây chính là cái vật liệu của nó, các bạn có thể để nguyên như vậy cũng được, hoặc các bạn muốn đổi vật liệu các bạn gõ vào đây, các bạn chọn có là vật liệu khác thì mình tạm chấp nhận đây nhé. Mình ok. Tương tự như vậy các bạn đưa tấm khuôn phía dưới vào thì các bạn có thể vẫn chọn là cavity plate, nhưng các bạn click phía dưới nè, phía dưới thì nó ra như vậy cho mình. Thì các bạn nhập số vào, ví dụ đây mình chọn là 46. Rồi mình để nó về phần là move đúng không, mình đồng ý.
Tiếp theo mình sẽ đưa cái tấm kẹp trên, thì các bạn chọn cái chức năng là Climbing Plate, còn lên phía trên cái nhé, nó sẽ lên như mình tấm này, thì các bạn đưa nó về cái cụm là Fix. Rồi kích thước đó dù bạn muốn để là 22, chấp nhận luôn, bạn là ok luôn. Tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ đưa hai cái ray hai bên ở phía dưới này, cái gối đỡ vào, thì các bạn chọn anh này, các bạn để cái tên là ray ha, ray, bạn lướt phía dưới này một cái, nó sẽ ra cho mình hai cái ray hai bên. Thì các bạn chỉ cần chỉnh lại ví dụ như là cái chiều dày của cái tấm này ha, ví dụ như tôi cho là 66. Nếu các bạn muốn là ghép hai cái ray này á, thành một cái file duy nhất á, thì bạn lướt vào đây một cái nè. Còn nếu mình tách rời ra, tách ra giữa bên trái cái bên phải một cái, các bạn là để rời ra và các bạn có thể là đồng ý. Rồi bây giờ mình sẽ ghép cái tấm kẹp dưới vào, thì mình cũng để cái chức năng là Climbing Plate và mình lít vào phía bên dưới đây, thì các bạn thấy là mình hay làm để mặc định dài như vậy, mình đồng ý. Tiếp theo thì mình sẽ add hai cái tấm đẩy vào, thì các bạn sổ xuống như các bạn chọn nè, sẽ bạn xem nha, cái anh này là Easter Bay Plate, và các bạn lít vào cái anh kẹp dưới nha, lít ra một cái nó sẽ như mình như vậy. Thì mặc định của nó đó các bạn, nó sẽ có một cái khoảng trống ở đây để dành cho cái việc là mình đặt những cái stopper á, những cái đĩa đệm vào. Nếu bạn không thích, các bạn có thể là để cái này ha là bằng không, cho nó về sát luôn. Để các bạn ở đây thì bạn để về phần move, đúng rồi nha, các bạn thấy là ok luôn. Rồi các bạn để một cái tấm nữa phía trên của nó ha, thì các bạn để là Easter Returner Plate, và các bạn lít vào cái tấm đẩy dưới cho mình lên trên. Các bạn chấp nhận chiều dày của nó là 12 thì các bạn thấy là ok luôn, nằm ở phần move nhé, các bạn đồng ý. Rồi sau đó các bạn close lại. Thì đây là cách các bạn là thể tạo được một cái base và theo ý của mình. Có thể là nó sẽ mất thời gian một tí nhưng mà mình hoàn chủ động được. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn đưa một cái tấm support vào, các bạn có thể là quay lại cái assembly definition, các bạn để một cái tấm gọi là support plate nha, anh này, các bạn lướt vào đây, nó sẽ đưa cái tấm lên trên phía anh này nha. Nếu các bạn để ở dưới thì các bạn có thể là để vào cái support plate này, còn lướt vào cái ray này, nó ra một cái tấm như vậy cho mình, và mình đồng ý. Sau đó nếu mình cảm thấy là mình không thích nó nữa, mình có thể xóa đi bằng cách là các bạn chọn cái anh này, lướt nó một cái thì nó sẽ mất, thì nó sẽ được chủ động hơn. Và trong tình huống đây là cái module các bạn thường sử dụng, các bạn muốn save nó lại thì các bạn có thể dùng chức năng là save nè. Nhưng mà lưu ý một điều rằng đó là nếu các bạn muốn save như vậy, như tôi mới save vào nè, thì các bạn phải khởi động Creo ở chế độ là Administrator, tại vì nếu các bạn để như vậy các bạn save á, nó không cho mình save, tại vì mặc định Emit mình nó được cài vào cái thư mục program file của OC, mà cái thư mục đó là thư mục hệ thống, nó không cho mình lưu. Cho nên nếu muốn lưu bắt buộc các bạn khởi động Creo á, thì các bạn phải để chế độ này, các bạn phải để chế độ là Run as Administrator ha, thì cái đó các bạn mới là dùng chức năng save này được. Rồi ở clip tiếp theo tôi sẽ dạy các bạn cách là mình sẽ tùy biến cái tấm khuôn này, còn clip này tới đây là hết. Cảm ơn các bạn.